Cảnh báo, Giáp Dần 1974 phải tránh xa ngay ba điều này để hứng chọn lộc trời, tiền đề ngạt thở, giàu sang sung sướng đúng tháng 6, 7, 8 âm. Lộc Phát Tử Vi xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an. Quý cô bác tuổi Giáp Dần thân mến, cuộc đời là những chuyến phiêu lưu và trong đó con người là những người du hành không biết mệt mỏi với muôn hình vạn trạng. Buồn có, vui có, giàu có, đau thương có, hạnh phúc có. Và mỗi chúng ta không ai có quyền chọn lựa được cuộc đời và cũng không ai biết ngày mai sẽ ra sao. Thế nhưng khó khăn hay sung sướng trong cuộc đời đều là do sự cố gắng nỗ lực vươn lên của mỗi người, từ đó đón lành tránh dữ, xu cát tỷ hung, xoay chuyển cục diện, giúp tài lộc vào nhà, giàu sang phú quý nắm trọn trong tay. Theo luận giải mới nhất về tử vi 12 con giáp thấy rằng, thật bất ngờ thay khi đúng tháng 6, 7, 8 âm lịch năm 2023 này, tuổi Giáp Dần 1974 bất ngờ nhận được rất nhiều may mắn của thần tài, quý nhân chỉ lối dẫn đường, mà vận trình trong tháng của con giáp làm gì cũng hanh thông thuận lợi, cả thiên hạ ngưỡng nhìn trước sự giàu có phất lên bất ngờ của bản mệnh. Tuy nhiên, có nắm được cơ may để đổi vận phát tài, sống trong cảnh giàu sang quyền quý hay không là phải do tự chính bản mệnh phải biết nắm bắt lấy kịp thời. Vậy những cơ may ơn trên ban cho Giáp Dần sinh năm 1974 trong các tháng là gì và có những vận hạn gì bản mệnh cần phải tránh xa thì hãy cùng Lộc Phát Tử Vi đi tìm hiểu ngay trong video dưới đây quý vị nhé! Trước khi đi vào phần luận giải tử vi chi tiết, ta cùng tìm hiểu về vận mệnh cuộc đời và những nét đặc trưng riêng trong tính cách của quý bản mệnh tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Đặc điểm nổi bật của tuổi Giáp Dần là lòng dũng cảm, tính cạnh tranh và sự khó lường, cực kỳ ghét phải tuân thủ mệnh lệnh và không hài lòng với quyền lực của người khác, họ chọn làm lãnh đạo hay là kẻ nổi loạn. Con giáp này rất nhạy cảm, giàu cảm xúc, quyến rũ nhưng hung hăng, bướng bỉnh và hay nghi ngờ người khác. Tuổi Giáp Dần có tính cách của những nhà lãnh đạo mạnh mẽ, họ thích chỉ huy người khác và khát khao được là người số 1. Trong bất kỳ tình huống nào, Giáp Dần cũng là người đầu tiên bắt tay vào hành động. Họ rất can đảm, dũng cảm và hoang dã. Bản năng nổi loạn cộng với ý chí sắt có thể khiến họ gặp rắc rối, nhưng cũng có thể làm mồi châm ngọn lửa thành công. Người sinh năm Giáp Dần có sức mạnh và sự quyết liệt giống như con giáp mà họ mang tên. Lòng can đảm khiến họ rất được tôn trọng, ngay cả bởi những kẻ chống đối. Con giáp này rất tự tin, đôi khi quá tự tin. Họ thích người khác nghe theo mình. Nhu cầu làm điều gì đó khác thường là động lực lớn nhất của tuổi Giáp Dần và đó là một trong những lý do vì sao lại có nhiều nhà tư tưởng, người chủ trương cải cách và nhà thám hiểm sinh vào năm Giáp Dần đến vậy. Nếu phát triển thái quá, cá tính này có thể đẩy họ tới chỗ làm bất cứ điều gì miễn là mở ra được xu hướng mới. Tính cạnh tranh là đặc điểm nổi bật của tuổi Giáp Dần, đơn giản vì họ khó có thể bỏ qua thách thức, đặc biệt là khi danh dự bị đe dọa hoặc khi cần bảo vệ những người mà họ yêu thương. Khi phải đối mặt với khó khăn trở ngại, tuổi Giáp Dần tự tin, mãnh liệt, chắc chắn sẽ đón nhận thách thức và chiến đấu đến cùng. Con giáp này có thể mạo hiểm cả khi không cần thiết, cực kỳ ghét khi bị phớt lờ, họ thích là trung tâm của sự chú ý. Người sinh năm Giáp Dần không hài lòng nếu những cố gắng của mình không được thừa nhận. Họ không thích bị xếp hạng thấp hơn người khác trong công việc. Người tuổi Giáp Dần thông minh, cảnh giác cao và nhìn xa trông rộng. Họ thích những công việc cho phép phát huy tính độc lập và không chịu để người khác lãnh đạo. Thông thường, họ sẽ tiến lên vị trí cao nhất. Đồng nghiệp và đối thủ e dè, thậm chí khiếp sợ họ. Bạn bè người thân cảm thấy bình an vì được ở bên một người bảo trợ mạnh mẽ. Tính cách của người tuổi Giáp Dần rất khó dự đoán, vì vậy đừng bao giờ đánh giá thấp phản ứng của họ. Bề ngoài có thể tỏ ra điềm tĩnh, con giáp này sẽ trổ tài vồ mồi bất cứ lúc nào. Sinh ra làm người lãnh đạo, họ nhận thức sâu sắc về phẩm giá của mình. Là những diễn giả tuyệt vời, họ có khả năng chỉ huy và thuyết phục đám đông qua các bài phát biểu. Người sinh năm Giáp Dần thường trở thành những anh hùng tự phát, cứu vớt nạn nhân khỏi tai nạn hoặc thảm họa, trong khi những kẻ khác run rẩy đứng ngoài.
Nếu đứng trong hàng ngũ nhân viên, họ có thể tỏ ra bướng bỉnh và cố chấp. Ở vị trí lãnh đạo, họ có thể là một ông chủ khó tính, dù biết động viên khuyến khích cấp dưới. Người tuổi Giáp Dần thường bộc trực, đôi khi tới mức thiếu tế nhị và khiến người khác bị xúc phạm. Bề ngoài, họ có vẻ bình tĩnh và tự kiểm soát tốt, nhưng sâu bên trong vẫn ẩn náu sự hung hăng nhất định. Tuổi Giáp Dần sẽ hoàn toàn trung thực về cảm xúc của mình và mong đợi điều này ở những người xung quanh. Nếu có tranh cãi, họ sẽ luôn mong đợi nhận được sự ủng hộ của bạn bè và người thân, rất quan tâm tới cách mọi người đánh giá về nhân phẩm và quyền lực của mình. Họ cố gắng hết sức để giữ gìn những ấn tượng đẹp. Nói chung, tuổi Giáp Dần thiếu kiên nhẫn và không phải loại người chậm nhưng chắc. Họ thích hoàn thành công việc một cách gấp rút. Họ không thích nói chuyện logic và khi thất vọng, họ chỉ cần một đôi tai biết lắng nghe để trút đi những nỗi bực dọc, không cần bạn phải phân tích ai đúng ai sai. Sự nhanh nhẹn và trí thông minh sắc bén giúp tuổi Giáp Dần học rất nhanh. Bản tính chóng chán cộng với khát khao thử thách khiến họ đổi nghề nhiều hơn so với các con giáp khác. Một số người sinh năm Giáp Dần tuy không thường xuyên đổi nghề nhưng lại thích làm cùng lúc nhiều việc. Người sinh năm này thường có chung mục tiêu trong cuộc sống. Các ngành nghề phù hợp nhất cho họ là diễn viên, nghệ sĩ hài, nhạc sĩ, nhà văn, tài xế, phi công, chiêu đãi viên, nhân viên du lịch, nhân viên quảng cáo, phụ trách nhân sự. Khả năng tài chính của người sinh năm Giáp Dần phụ thuộc nhiều vào vận may. Họ thích tiêu tiền và rất hào phóng. Họ có thể khá bốc đồng trong chi tiêu vì biết rằng mình luôn có thể kiếm nhiều hơn thế. Bằng cách này hay cách khác, tùy theo vận may, người sinh năm Giáp Dần có thể phát hiện ra mỏ vàng ngay trước khi phá sản hoàn toàn. Họ sẵn sàng để mất toàn bộ tài sản nếu điều đó đồng nghĩa với việc họ có cơ hội kiếm được gấp đôi. Và sau đây, ta cùng đi vào phần luận giải tử vi chi tiết trong tháng 6, 7, 8 âm lịch và cẩm nang vượng vận dành riêng cho tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 ở đầy đủ tất cả các phương diện cuộc sống nhằm giúp bản mệnh xu cát tị hung, đón lành tránh dữ, hóa giải vận may và đón may mắn về tay. Tháng 6 âm lịch. Tử vi tháng 6 tuổi Giáp Dần âm lịch cho thấy giữa bộn bề cuộc sống, bạn vẫn tìm ra hướng đi phù hợp cho mình nếu đủ kiên nhẫn và nhanh nhẹn. Vì thế, hãy kiên trì với con đường mình đã chọn và thực hiện đến cùng với quyết tâm đã đề ra. Có tứ hành xung dự báo, tháng này con giáp tuổi Giáp Dần có thể đối phó với những áp lực liên quan đến gia đình, môi trường sống hoặc có thể phải đối diện với các vấn đề như chuyển chỗ ở, thay đổi việc làm. Nên dành thời gian xem xét nhiều hơn về khả năng hạn chế của bản thân khi gặp các vấn đề thay vì đặt quá nhiều kỳ vọng vào những người khác. Nguyệt lệnh thai khiến bạn có lối tư duy lối mòn. Đây là điểm hạn chế khiến bạn khó phát triển mạnh mẽ dù bản thân là người chăm chỉ và sáng dạ. Thiên đức mang tới cơ hội thăng quan tiến chức cho con giáp tuổi Giáp Dần. Nếu biết chớp lấy thời cơ thì bạn hoàn toàn có thể. Ngoài ra, bạn cũng đang có cơ hội phát tài phát lộc trong thời gian này. Nhất là những ai đang khởi nghiệp đã tìm ra được hướng đi mang về doanh thu ổn định cho công ty của mình làm chủ. Cụ thể như sau. Về sự nghiệp, tử vi tháng 6 của 12 con giáp âm lịch, sự khéo léo rất quan trọng trong thời gian này khi bản mệnh tương tác tốt với đồng nghiệp, tiền bối, khách hàng sẽ có một tháng mới làm việc ưng ý. Đây là lúc các mối quan hệ ổn định, cho bạn nhiều cơ hội tiếp xúc với mọi người xung quanh, tăng cường kết nối và bày tỏ ý kiến, cảm xúc của bản thân. Đây cũng là thời gian tốt để tìm kiếm những cơ hội mới cho đời sống tình cảm hay hợp tác công việc. Nên lưu tâm đến điều tiết kế hoạch, thời gian, đừng để vấn đề trở nên rối rắm do khối lượng công việc vượt quá tầm kiểm soát. Học cách tin tưởng vào khả năng của bản thân, sử dụng tư duy lý trí để đo lường các vấn đề thực tế và tìm kiếm hướng đi thuận lợi cho mình. Về tài lộc, chính tài mang lại tài lộc vô cùng rực rỡ cho con giáp tuổi Giáp Dần trong tháng mới, nên việc đầu tư có lợi cho bản mệnh lúc này. Tứ lục bay về phương Tây Bắc, cần học cách kiềm chế cảm xúc trong việc mua sắm, vì ở mức thu nhập cao hay thấp không quan trọng bằng việc bạn tiết kiệm được bao nhiêu tiền. Có nhiều tiền trong tay không có nghĩa là thoải mái chi tiêu đâu nhé. Bạn nên thận trọng chi tiêu, tránh mua bán quá mức, gây tốn kém. Về tình cảm gia đạo, do ngoại cảnh tác động khiến bạn gặp một số vấn đề trong đời sống tình cảm,
Bạn nghĩ ngợi nhiều về chuyện quá khứ, nên rạch ròi quá khứ hiện tại, cải thiện những hiểu lầm, tránh mâu thuẫn nảy sinh trong chuyện tình cảm. Bạn cũng cần học cách làm dịu những lo lắng, áp lực nội tâm làm tổn thương mình. Đây là tháng bạn đầu tư nhiều hơn vào tình cảm và các mối quan hệ trong gia đình như cha mẹ, con cái, anh chị em. Đây là giai đoạn cảm xúc được cải thiện đáng kể, giúp bạn tìm kiếm những mối quan tâm mới. Tuy nhiên, đừng quá dễ bị u mê vướng mắc vì những gì bạn kỳ vọng quá thường dễ gây thất vọng. Về sức khỏe, tử vi tháng 6 tuổi Giáp Dần âm lịch cho thấy ngũ hành tương sinh, sức khỏe đã được cải thiện rõ rệt trong thời gian này. Có thể vì bạn đã có kế hoạch điều chỉnh sức khỏe phù hợp với bản thân. Nhiều người hoàn thành được mục tiêu giảm cân của mình một cách rực rỡ, lấy lại được eo thon và vóc dáng gọn gàng. Nên lưu ý, thời điểm này không có lợi cho sức khỏe trẻ em và người cao tuổi, nhất là người lớn tuổi, rất dễ xảy ra tình trạng mạch máu khó thông suốt, gây đột quỵ, nhồi máu cơ tim. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, ngọ, tỵ, tiểu nhân, thìn, mão, màu sắc may mắn, đen, vàng, con số may mắn, 89, 54, 22. Tháng 7 âm lịch, theo tử vi tháng 7 tuổi Giáp Dần âm lịch, tuổi Giáp Dần chưa có nhiều sự đột phá, mọi thứ ở trạng thái lơ lửng khiến bạn có đôi phần sốt ruột nhưng không dễ để tìm ra cách để cải thiện hiện trạng. Bạn có nhiều mục tiêu muốn hoàn thành nhưng lại không đủ kiên nhẫn để theo đuổi tới cùng. Công việc xuống dốc, tiến độ trì trệ, không hoàn thành được đúng như kế hoạch đề ra. Bạn cũng khá dễ mất tập trung, không đủ hăng hái để phát huy tốt nhất. Tinh thần làm việc của bản mệnh sa sút đáng kể. Nếu làm ở môi trường ổn định thì rất dễ nảy sinh tâm lý chán nản, thờ ơ, có thể dẫn tới nhảy việc là điều khó tránh. Thêm cả thiên hình hung tinh chiếu mệnh, con giáp này có thể sẽ vì luống cuống quá mức mà hành sự bất cẩn, nhẹ thì bị khiển trách, nghiêm trọng hơn thì thậm chí gây ra họa lớn, có thể dính tới pháp luật, chặn đứng đường tiến thân của mình. Phương diện tài lộc chịu ảnh hưởng từ tiểu hao nên kém hơn hẳn, thu chi bất ổn, mất nhiều hơn được nên Giáp Dần làm gì cũng phải căn ke thận trọng. Nếu có ý định đầu tư thì nên tìm hiểu thông tin kỹ lưỡng, tránh vì cả nể, tin tưởng kẻ xấu mà bị lừa gạt, tổn hao tiền của. Vận trình tình cảm không lý tưởng hơn là mấy. Người có đôi dễ nảy sinh mâu thuẫn, tranh chấp dẫn đến rạn nứt quan hệ. Bản mệnh nên tiết chế cảm xúc, tránh xa vào những mối quan hệ ngoài luồng. Đừng vì sự hứng thú nhất thời mà đánh mất hạnh phúc bền lâu. Tháng này, nguyệt lệnh lâm tử nên sức khỏe của Giáp Dần có nhiều vấn đề đáng lưu tâm. Thể lực giảm sút, ảnh hưởng tới sinh hoạt và công việc thường ngày của bạn. Bạn nên chú ý chăm sóc và thận trọng với những tín hiệu bất thường trên cơ thể. Cụ thể vận trình như sau. Về sự nghiệp, theo dõi tử vi tháng 7 của 12 con giáp âm lịch, tuổi Giáp Dần gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai công việc vào tháng này. Nếu đang muốn tìm kiếm sự đột phá, bạn có thể sẽ phải thất vọng vì chưa được như ý nguyện. Nguyệt lệnh lâm đất tử cho thấy, vận trình dễ rơi vào cảnh bế tắc, tiến độ công việc trì trệ, làm gì cũng nửa vời, chẳng thu được kết quả khả quan. Kế hoạch đặt ra vẫn chỉ dừng lại ở kế hoạch, chưa thể áp dụng vào thực tế hoặc quá trình tiến hành cũng không hoàn thành đúng thời hạn đặt ra. Tháng này, mọi thứ ở trạng thái lơ lửng khiến bạn có đôi phần sốt ruột, nhưng không dễ để tìm ra cách để cải thiện hiện trạng. Bạn có nhiều mục tiêu muốn hoàn thành nhưng lại không đủ kiên nhẫn để theo đuổi tới cùng. Bạn cũng khá dễ mất tập trung, không đủ hăng hái để phát huy tốt nhất. Tuổi Giáp Dần tuy nhiệt tình nhưng lại nóng vội và cả thèm chóng chán. Vì thế có những việc làm theo hứng, thích thì làm, không thích lập tức có thể dừng lại không vì bất cứ lý do gì. Cũng chính vì nguyên nhân này mà mọi việc của bạn cứ ngổn ngang, ngày càng tồn đọng. Nếu không nhanh chóng thay đổi, e rằng vận khí xấu càng thêm xấu. Mệnh chủ đôi khi cảm thấy kiệt sức khi guồng quay công việc chẳng lúc nào ngừng. Dường như mọi thứ đều không được như ý, trở lực quá nhiều ngăn trở con giáp này đi đến thành công. Tinh thần làm việc của bản mệnh sa sút đáng kể. Nếu làm ở môi trường ổn định thì rất dễ nảy sinh tâm lý chán nản, thờ ơ, có thể dẫn tới nhảy việc là điều khó tránh. Thêm cả thiên hình hung tinh chiếu mệnh, con giáp này có thể sẽ vì luống cuống quá mức mà hành sự bất cẩn, nhẹ thì bị khiển trách, nghiêm trọng hơn thì thậm chí gây ra họa lớn, có thể dính tới pháp luật,
chặn đứng đường tiến thân của mình. Những lúc như thế này, điều cần thiết nhất là hãy cho bản thân một khoảng lặng để nghỉ ngơi, sạc lại năng lượng rồi mới có thể tiếp tục chiến đấu. Khi cơ thể đã kiệt quệ, nếu cứ thúc ép bản thân làm việc liên tục, bạn cũng chẳng thể có đủ sáng suốt để mà giải quyết công việc. Về tài lộc, tử vi tháng 7 tuổi Giáp Dần âm lịch về phương diện tài lộc cho thấy tiểu hao án ngữ trong vận trình tháng mới, dự báo tình hình tài chính của bản mệnh vẫn chẳng khá khẩm hơn là bao. Dù vẫn có thu nhập đều đặn từ công việc chính và một vài nguồn thu phụ, nhưng so với mức chi tiêu của bạn thì cũng chỉ như muối bỏ bể. Điềm báo tử vi cho thấy việc thu chi bất ổn, bạn dễ mất nhiều hơn được nên Giáp Dần làm gì cũng phải căn ke thận trọng. Hãy nhớ rằng thu nhập của bạn chỉ ở mức ổn định chứ không quá dư dôi. Vì thế, con giáp này nên học cách quản lý tài chính cho tốt, chi tiêu hợp lý, chớ nên phung phí cho những món đồ không cần thiết và đừng quên dành khoản tiết kiệm phòng khi có sự cố bất ngờ xảy ra. Nếu có ý định đầu tư hay kinh doanh vào lĩnh vực hay sản phẩm nào đó, tuổi Giáp Dần có thể nắm bắt thời cơ và tiến hành càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, sớm không có nghĩa là nóng vội. Để hạn chế rủi ro, bạn vẫn cần có kế hoạch, sự tính toán chu toàn trước khi hành động. Đặc biệt, bạn cần tìm hiểu thông tin kỹ lưỡng, tránh vì cả nể, tin tưởng kẻ xấu mà bị lừa gạt, tổn hao tiền của. Xem phi tinh tháng, sao bát bạch chủ tài lộc cùng xuất hiện với sao lục bạch ở cung Tây Bắc. Đây được coi là phương vị vượng tài khí. Mệnh chủ có thể đặt biểu tượng thuyền buồm tài lộc ở đây sẽ có tác dụng kích hoạt tài lộc dồi dào, mang tới nhiều may mắn về tiền bạc hơn cho bạn. Về tình cảm gia đạo, ở phương diện tình cảm, mọi chuyện cũng không lý tưởng hơn là mấy. Người có đôi dễ nảy sinh mâu thuẫn, tranh chấp, dẫn đến rạn nứt quan hệ. Đây có thể coi là thời điểm khá mệt mỏi với Giáp Dần. Giữa lúc bao chuyện phải lo toan, người ấy còn liên tục chất vấn, đòi hỏi bản mệnh phải làm những chuyện không đáng. Những yêu cầu ngày càng vô lý của đối phương như đang bào mòn kiên nhẫn trong bạn. Dù vậy, bạn cũng không nên lấy đó làm cái cớ để có những mối quan hệ ngoài luồng. Đừng vì sự hứng thú nhất thời mà đánh mất hạnh phúc bền lâu. Người độc thân không có nhiều cơ hội yêu đương bởi còn nhiều việc quấn chân, khiến bạn không thực sự chuyên tâm dành thời gian cho việc tình cảm. Về sức khỏe, xem tử vi tháng, tháng này nguyệt lệnh lâm tử nên sức khỏe của Giáp Dần có nhiều vấn đề đáng lưu tâm. Thể lực giảm sút, ảnh hưởng tới sinh hoạt và công việc thường ngày của bạn. Bạn nên chú ý chăm sóc và thận trọng với những tín hiệu bất thường trên cơ thể. Lại thêm hung tinh thiên hình chiếu mệnh là điềm báo về hình thương tai vạ. Bản mệnh nên thận trọng, cẩn thận khi làm việc, nhất là khi làm những việc có tính mạo hiểm để tránh tai nạn. Bên cạnh đó, bạn cũng cần giữ an toàn khi tham gia giao thông để tránh hung vận quá lớn có thể gây ra sự cố, tai nạn, hỏa huyết quang, vân vân. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, thân, mão, tiểu nhân, tị, hợi, màu sắc may mắn, trắng, đen, con số may mắn, 56, 09, 32. Tháng 8 âm lịch, xem tử vi tháng 8 tuổi Giáp Dần âm lịch cho thấy bản mệnh là người thông minh, chăm chỉ, nhưng không phải khi nào cũng dễ dàng có được kết quả như ý. Do đó, hãy kiên trì theo đuổi mục tiêu đến cùng. Có thể thấy đây là tháng thử thách lòng kiên nhẫn của con giáp tuổi Giáp Dần khi mà bạn đã cố gắng hết sức, chăm chỉ làm ăn nhưng không phải khi nào công sức của bạn cũng được ghi nhận ngay. Bạn đừng vì chút bực mình mà vội bỏ cuộc, vì dù muộn một chút nhưng rồi bạn sẽ vẫn nhận được phần thưởng xứng đáng mà thôi. Do đó, dù thế nào đi nữa thì cũng hãy kiên nhẫn và cẩn mẫn, bỏ qua những lời đàm tiếu xung quanh mình để bước tiếp nhé. Nguyệt lệnh lâm quan cho thấy bản mệnh tinh lực dồi dào, hoạt bát tích cực, nguồn năng lượng của bạn có sức lan tỏa mạnh mẽ, trở thành tấm gương sáng cho bạn bè đồng nghiệp noi theo. Ngũ hành tương sinh giúp cho các mối quan hệ thuận hòa, nhờ đó mà đồng nghiệp nơi công sở rất vui vẻ và nhiệt tình giúp đỡ bạn khi khó khăn. Cuộc sống ổn định, vững chắc, nhưng bạn đừng quá cứng nhắc, dù được giúp nhưng vẫn phải tự chuẩn bị trước những công việc của mình. Nhưng bên cạnh đó, có những người ghen tị với bạn, hai bên có thể nảy sinh một số mâu thuẫn, thường là từ vấn đề nảy sinh trong công việc gây ngăn trở cho kế hoạch của bản mệnh. Nhưng thay vì nhún nhường chịu đựng,
đã đến lúc thẳng thắn nói chuyện với đối phương để giải quyết xích mích. Ngũ quỷ hung tinh có điểm tiểu nhân quấy phá khiến bạn suy nghĩ nhiều hơn thường lệ. Đó là lý do sức khỏe giảm sút. Sức khỏe gây hại nhưng may mắn tìm được cách chữa trị phù hợp, không có gì phải lo ngại. Cụ thể vận trình như sau. Về sự nghiệp, theo tử vi tháng 8, tuổi Giáp Dần âm lịch có được thành tích tốt cũng nhờ vất vả chăm chỉ mới có được, chứ không ai tự dưng mang đến cho bạn đâu nhé. Người tạo ra vận may cho bạn là chính mình chứ không ai khác. Nếu bạn không vì một số cá nhân gây hiềm khích mà thiếu tin tưởng vào người khác, thì bạn ngay sau đó sẽ biết rút kinh nghiệm để dễ dàng thu hút được những người cộng sự, đồng đội ăn ý, khiến hiệu quả công việc cải thiện đáng kể. Những nỗ lực hoặc hạt giống bạn đã cất công gieo suốt thời gian qua cuối cùng cũng nhận được quả ngọt, nhưng chúng đến muộn một chút. Do đó, đừng ngần ngại thừa nhận công sức của mình một cách khéo léo. Ngoài ra, bạn cũng nên tránh đưa ra những lời hứa mà bản thân mình không thực hiện được và rõ ràng về các quy tắc, lên các kế hoạch, mục tiêu liên quan đến các dự án mới trong công việc. Về tài lộc, xem tử vi tháng mới, tình hình tài chính ổn định, nhưng cũng là lúc bạn có nhu cầu cho một cuộc sống tốt hơn nên bắt đầu chi tiêu nhiều hơn để nâng cấp bản thân. Vì thế, bạn cũng cần tìm cách gia tăng thu nhập, chứ không phải đẽo mãi đồng lương ít ỏi của mình. Những người giàu có, họ có tới ít nhất 7 nguồn thu nhập, còn bạn nếu đang mãi chỉ có đúng một nguồn thu nhập thì nên xem xét lại. Hãy không ngừng tìm cách để có thêm tiền một cách khôn ngoan bạn nhé. Đây cũng là tháng mà có thể bạn phải chi một khoản tiền để tham gia các khóa học mới hoặc đầu tư cho các sở thích cá nhân. Chuyến đi đến một vùng đất mới hoặc một địa điểm mới nào đó có thể khiến bạn phải chi một khoản không ít. Không những thế, để làm mới đời sống tình cảm cũng sẽ khiến bạn phải đầu tư tài chính không hề nhỏ. Nếu bạn đã có kế hoạch dành một khoản tiền riêng cho những việc này thì giờ đây không phải lo nghĩ gì quá nhiều cả. Về tình cảm gia đạo, xem tử vi tháng 8 của 12 con giáp âm lịch, người tuổi Giáp Dần rất biết cách kiểm soát cảm xúc của mình, không để cho những suy nghĩ sốc nổi làm ảnh hưởng tới cuộc sống. Mối quan hệ của bạn trở nên tuyệt vời hơn trước rất nhiều chính nhờ vào thái độ tích cực của bạn. Nhờ có tam hợp mà người độc thân hứa hẹn sẽ có đào hoa rực rỡ, nếu bản mệnh biết mở lòng đón nhận những mối quan hệ mới, bạn có thể gặp được vài đối tượng. Tuy người ấy có thể chưa vừa ý bạn, nhưng hãy thử tìm hiểu thêm nhé. Đối với những cặp đôi, đây là khoảng thời gian tuyệt vời để bạn và nửa kia hâm nóng lại những cảm xúc mãnh liệt của thời mới yêu. Nhất là thời gian cuối tuần, hai người nên dành những buổi tối lãng mạn bên nhau hoặc cùng nhau đi chơi xa để làm mới tình cảm nhé. Những vấn đề của người thân trong gia đình mới thực sự khiến con giáp tuổi Giáp Dần cảm thấy phải lo lắng nhiều nhất trong tháng này. Bát bạch bay về phương đông gây bất lợi cho trẻ nhỏ, thành tích bị sút kém, chú ý tới tâm lý của trẻ. Về sức khỏe, tử vi năm 2023, trong tháng 8 âm lịch, sức khỏe của tuổi Giáp Dần ổn định nếu bạn biết tránh xa những phiền nhiễu trong cuộc sống. Vấn đề của bản mệnh lúc này chủ yếu xuất phát từ yếu tố tâm lý mà thôi. Bạn nên theo đuổi một lối sống lành mạnh trong tháng mới. Bạn không nên sử dụng điện thoại thường xuyên nữa, và điều này khiến đời sống tinh thần của bạn được cải thiện đáng kể. Ngũ hành tương sinh hậu thuẫn để cho bạn dễ thực hiện các mục tiêu sức khỏe về cân nặng cũng như các chỉ số của cơ thể. Đã đến lúc bạn bắt tay hành động và thực hiện mục tiêu của mình. Lúc này đừng lười nữa, hãy dành thời gian để tự tập luyện mỗi ngày. Nếu vì lý do dịch bệnh thì bạn có thể tập những bài đơn giản tại nhà, chỉ cần 15 phút thôi là bạn có ngay một cơ thể sảng khoái, tràn đầy sức sống rồi. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, ngọ, tỵ, tiểu nhân, thìn, mùi, màu sắc may mắn, đen, tím. Con số may mắn 673208. Quý vị thân mến, lời Phật dạy rằng không ai là vô duyên vô cớ xuất hiện trong cuộc đời của bạn cả. Sự xuất hiện của mỗi người đều có nguyên do, đều đáng được cảm kích. Trên thế gian này, bạn gặp gỡ ai, quen biết ai, bỏ lỡ ai, tất cả đều đã được sắp đặt. Trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật có dạy, chư Pháp nhân duyên sanh, chư Pháp nhân duyên diệt, nghĩa là các pháp được sinh ra từ duyên cũng tùy duyên mà bị hoại diệt. Dù là loài hữu tình hay vô tình đều không ngoài quy luật ấy.
Vạn vật trên thế gian đều do nhân duyên dắt định, vô duyên không tụ, không nợ không đến, sinh ra hay mất đi đều có nhân quả duyên phận quyết định. Gặp một người là tăng thêm một nhân duyên, dù là thiện duyên hay ác duyên, dù là mang nợ hay ban nợ, đều đã được số mệnh an bài tất cả. Ví dụ như duyên phận giữa cha mẹ và con cái chính là nhân duyên sâu đậm nhất trong số các duyên và được chất chồng từ kiếp trước. Duyên sâu, duyên cạn, duyên đến, duyên đi đều là điều chúng ta không thể nắm bắt được và cũng chẳng thể trốn tránh. Phật nói, bởi vì có duyên nên mới có thể gặp nhau. Nếu không nợ nhau, sao có thể gặp được nhau? Nếu là duyên cạn, hai bên không nợ nần nhau, thời gian bầu bạn bên cạnh nhau cũng ngắn ngủi. Trả hết nợ rồi, tình cảm cũng phai nhạt, chẳng còn liên quan đến nhau. Nợ nhau nhiều, thời gian ở cạnh nhau càng dài lâu, mối quan hệ có lẽ cũng sẽ gần gũi hơn. Có những người xuất hiện trong cuộc đời ta, mang đến cho ta ấm áp, niềm vui và ánh sáng. Nhưng cũng có những người xuất hiện chỉ mang đến cho ta đau khổ, thất vọng, tổn thương. Giống như khi tình cảm vợ chồng bất hòa, đồng nghiệp đố kỵ, hãm hại lẫn nhau. Vậy đối mặt với những tổn thương mà người khác gây ra, ta nên hành xử ra sao? Phật dạy, hãy tha thứ cho người làm tổn thương bạn, bởi những người đó dù mang đến đau thương cho ta, nhưng cũng là đang độ ta.